Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển câu hỏi đến máy Quản Thủy ở Zoom 336. Và chúng con kính mời máy Hoa Pháp Danh Nguyên Mai chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy, tôi sử dụng âm có nghe được không? À, nghe à. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cung kính chư tiên thượng đức tăng ni chứng minh. Con xin cung kính thầy cư sĩ Diệu Âm và tất cả chư hữu đồng tu trên trang room có mặt hôm nay. Con có câu hỏi xin cư sĩ từ bi giảng giải cho con thấu hiểu tận tường hơn. Trước đây con có nghe một lần cư sĩ giải đáp không nên khai thị từ xa trên internet hoặc trong trang mạng và trên đài là không như lý như pháp. Con nghĩ thầy nói đúng, như vậy thì là cả thế giới đã được nghe nhiều tọa đàm của cư sĩ nhiều năm rồi, đi hộ niệm cũng rất nhiều rồi, cũng thấu tình đạt lý khi nhận một ca điều giải người bệnh và gia đình tâm tư nguyện vọng của họ. Chúng ta đã nắm bắt cách sinh hoạt và đời sống, tình chấp của cải, tiền bạc, thương ghét, giận hờn, có phải người trưởng ban khai thị chính xác hơn không thầy? Cứ nhờ thầy hoài là không đúng. Thưa thầy, con có lời này có sai sót điều gì, xin thầy từ bi giảng dạy cho chúng con rõ tận tình. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin bác Quán Thủy nghe lại cho kỹ. Diệu Âm nói là hộ niệm từ xa. Tại vì có người lại chủ trương rằng đưa người ta cái tấm hình của người bệnh, rồi từ xa người ta dùng cái pháp hộ niệm từ xa để mà giúp cho ngay người đó vãng sanh. Thì Diệu Âm nói rằng là năng lực của một phàm phu không làm nổi chuyện này đâu. Và nếu chư vị hiểu được đạo lý của Phật dạy, thì Phật nói là chư Phật cũng làm không được chuyện này. Tại vì Phật dạy là tất cả đều do chính tâm của mỗi cá nhân thực hiện con đường tương lai của cá nhân đó, chứ không phải là một người nào đó đem cái năng lực gì của mình đưa một người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cũng giống như hộ niệm là hướng dẫn nhắc nhở cho người bệnh, nhắc nhở cho người bệnh, chứ không phải là ban hộ niệm có cái thần lực gì để mà đưa người bệnh đi vãng sanh. Nếu người bệnh không chịu nghe lời hướng dẫn của ban hộ niệm thì ban hộ niệm cũng đành chịu thua. Nhớ cho kỹ. Cho nên cái câu này là Dâm nói là Dâm không đồng ý với những người thực hiện chương trình là tôi hộ niệm từ xa, tôi có cái năng lực này để mà hộ từ xa, chỉ cần cái niệm Phật, đem tâm hình niệm Phật thì người đó được nên hoàn toàn không có như vậy. Còn Dương có nói là khai thị thì những người ở sát bên cạnh theo dõi từng chút dùng tâm lý gỡ lần những gút mắt của người bệnh là mạnh nhất, là tốt nhất. Còn nói là từ xa, ý vào từ xa nhiều khi không đúng. Và Dâm cũng thường làm như vậy. Mặc dù khi nói gì đó, Dâm đã làm như vậy rất nhiều lần. Vì sao? Vì người ta tin tưởng mình. Mình lợi dụng tin tưởng đó mà nói thêm một lời. Vì người ta tin mình, người ta kính mình, cho nên nhờ cái lời nói của mình mà người ta có thể làm theo. Tức là lợi dụng tâm lý để làm cho tôi. Cho Dâm từ chối rằng là Diệu Âm không có một cái năng lực nào mà khai thị một lần là người đó vãng sanh, hoàn toàn không phải như vậy. Cũng như trên đường xuống này, chư vị cứ nhờ Diệu Âm khai thị, vì chư vị mến Diệu Âm,
tin tưởng dòng chị ông sẵn sàng làm chuyện này, nhưng mà luôn luôn dòng nói người chính yếu giúp cho chư vị, trực tiếp giúp đỡ cho chư vị nhiều nhất chính là ban hộ niệm ở sát bên cạnh chư vị, nhắc nhở từng chút, yêu cầu chư vị phải nghe lời ban hộ niệm từng điểm mà làm, chứ không phải là đưa lên đường Zoom này nhờ dòng khai thị là chư vị được bản thân. Dù ông không có cái năng lực này. Chính vì thế mà dòng nói là chư Phật cũng không làm được như vậy, tại vì nếu mà chư Phật làm như vậy thì đâu cần gì tới chúng ta tới hộ niệm, đúng không? Chư Phật là vạn đức vạn năng mà, nhưng mà không đúng với đạo lý của Phật dạy. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do chính tâm của người đó thực hiện con đường tương lai. Phật chỉ đường mở lối mà thôi. Ta thay Phật nói lên những lời Phật dạy cho người đó, bảo người đó phải chí thành niệm Phật, quyết chí nguyện vãng sanh, thành tâm buông xả thế trần ra. Nhờ vậy mà người đó cảm ứng đạo giao với 48 đàn mà được phân tích, chứ không phải là do lời khai thị của một người nào. Mong bác Quán Thủy nghe cho kỹ, chứ không phải do ông nói là khai thị từ xa là sai pháp. Không, khai pháp là do người đó tự nhận mình cái năng lực này, năng lực đó. Còn chúng ta dùng tâm lý để giúp đỡ nhau. Mong trừ về phải nhớ cho kỹ hai vấn đề. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.